Xin chào đến cô chú anh chị, tranh thủ cái thời gian cô Phút sắp xếp ở trong khu vực trong Sài Gòn đó, rồi mình chạy ra ngoài quận 9 đây để mình gặp trực tiếp vợ chồng của chú Tiên và cô Lan. Cách đây hình như là khoảng trên nửa năm mình có thăm chú một lần, thì lúc đó thì tình hình của chú Tiên cũng không có được khả quan. Thì bác sĩ chú là chuẩn đoán chú là bị ung thư đại tràng, bệnh của chú là cũng được 2 năm. Ở cái thời điểm đó đó là mình gặp cô chú là thuê nhà trọ ở bên kia đó, bên kia đối diện với nhà lưu trú đó, đó thì lúc đó thì cô chú không có biết tới nhà lưu trú, rồi sau đó thì cũng tiết kiệm cái vấn đề tiền nong, rồi vợ chồng chị Bình mới mời cô chú về bên đây để đỡ cái phần tiền nong và những cái chi phí ăn uống. Con thưa với lại cô Lan ha, thì ít hôm nay đó thì con cũng có nghe vợ chồng chị Bình cũng như là mấy người lớn ở trong nhà lưu trú á nói là tình hình của chú Tiên là không có được tốt, rồi ở trong bệnh viện thì họ không có điều trị nữa, họ từ chối. Bệnh của chú là nằm ở giai đoạn cuối đó, thì cô chú cũng có sắp xếp tính mua vé xe để mà về quê luôn á mọi người. Thì vợ chồng chị Bình thì cũng có nói là coi có thể là giúp cho cô chú cái tiền vé xe đó, tại vì trong 2 năm qua điều trị bệnh là cạn kiệt tiền nong rồi, chủ yếu là tiền nong là ví dụ như ai thương thì cho thôi chứ ngoài ra là không còn tiền nong nữa đó. Thì mình có nói là thôi để tranh thủ xuống để mà tặng cho cô chú vé xe đi về quê luôn, rồi cũng như là chia tay chú Tiên luôn đó. Thì hôm nay thì xin phép là chia sẻ lại cho mọi người về trường hợp của chú Tiên, thăm sức khỏe của chú, tại vì hơn nửa năm nay mình không có hỏi thăm chú. Nhưng mà trước mắt là sẽ nhờ cô Lan cổ chia sẻ đôi điều, tính tới thời điểm này về tình hình của chồng của cổ như thế nào và cái hướng về quê như thế nào. Từ nãy thì con giới thiệu cho mọi người thì nó hơi dông dài chút xíu, nhưng mà để cho khán giả trên kênh người ta có thể là người ta nắm được cái thông tin chính xác á nha cô. Dạ. Thì tại sao mà con nhờ cô xuống đây mà không có gặp trực tiếp chú ở trên đó, là nhiều khi chú nghe chú buồn chút dẫn lên, nhưng mà mình sẽ nói chuyện một cách khác ha. Dạ. Bây giờ tình hình sức khỏe của chồng cô như thế nào? Giờ yếu lắm. Là bác sĩ nói là vô thuốc là coi như cho là 16 to mà vô là 13 to rồi. Còn 3 to nữa mà giờ qua tổng quát lại là bác sĩ nói là không đáp ứng được thuốc. Bây giờ chỉ vô thuốc là thuốc sinh thôi. Mà thuốc sinh là thấp nhất là 20 triệu một to, mà cũng không có chắc gì là đà bớt 20 triệu một to, mà trong khi một tháng là phải vô 2 to mà chưa chắc gì đà bớt. Thôi bây giờ chỉ có phương hướng là cô mà, thứ nhất là cô ở lại chăm sóc nhẹ, là chỉ đeo là chích thuốc rồi giảm đeo thôi, với truyền thức biển thôi, chứ không có vô thuốc được nữa. Còn thứ hai nữa là cô về, vậy cô mới nói là thôi cho cô về, chứ ở đây nhà xa lắm, không có ở lại mà lỡ mà có chuyện gì là mình cô làm sao cô đưa cô chú về được. Chú về rồi làm sao, lỡ chú đau quá làm sao cấp cứu chú được. Thì bây giờ cô xác định là bây giờ về nhà nằm luôn ở nhà chứ không có vô cấp chịu cứu đau nữa. Luôn đúng rồi, về nhà có bệnh viện gần mình qua cấp cứu thôi, chứ còn vô đây mà không có điều trị được ở đâu có vô làm gì nữa. Mà bác sĩ mới cho là đi xuất viện rồi ở đây có thằng Long này nó còn đi hút thuốc nam á. Chỉ là cô bây giờ tạm thời là thầy thuốc nam là cho hút 10 to giờ uống thử, thí dụ nó có đáp ứng được thì cô ông cho hút nữa uống, còn không đáp ứng nữa thì ra về. Cô chú là gần đây là dự định là về quê luôn, là trước khi mà hút thuốc nam đi chơi chung với cháu Long là dự định về. Đúng rồi, dự định là đón xe đi về, chứ giờ ở đây đâu có làm gì được nữa đâu. Bây giờ chú là chú đâu có đi nổi hả cô? Đi xe lăn. Dìu lên xe lăn rồi đẩy đi. Là tình hình là càng ngày là càng trầm trọng. Bây giờ có vô thuốc mà cứ nó rất to miết rồi, cứ thiếu máu miết rồi, qua bệnh viện nó truyền xác bị bệnh máu á. Bác sĩ con xin ngắt lời nha. Bác sĩ họ tư vấn với cô là
không có khả quan là ừ. mấy ngày rồi. Đúng rồi, mà mới ngày hôm qua, hôm kia ngày hôm thứ hai á, là bác sĩ nói là thí dụ cô ở đây là chỉ qua chăm sóc nhẹ thôi, mà trong chăm sóc nhẹ là chỉ có chích thuốc giảm đau không chứ không có vô thuốc gì được nữa. Thì cô nói thôi để cô về với ở lỡ đây, chủ yếu là cũng mình cô làm sao cô đưa về được. À, bây giờ để tranh thủ cái thời gian, tại vì chỉ có một mình cô Lan chăm sóc cho chú Tiên ở trên phòng đó, thì lỡ rồi chú ở trên đó chú đau hay là cần cái gì đó thì không có cô. Bây giờ Good Food cùng với mọi người cùng với lại cô Lan sẽ lên gặp chú Tiên, nhưng mà trao đổi qua bệnh tình một cái cách khách quan để cho chú có những cái tinh thần đó mọi người. À, giờ mình đi lên trên gặp chú Tiên lại. Cô là bệnh nhân mới hả? Bệnh nhân mới. À, mới vô mấy ngày? Vô đây mới có 3 đợt à, mà cũng bệnh nhiều lắm chút. Dạ, bữa nay không có vô bệnh viện. Chút nữa vô bệnh viện. Chút ha. Dạ. Thôi con đi lên trên nha. Dạ. Mỗi lần xuống nhà lưu trú thì gặp những cái bệnh nhân mới, thật sự là mình cũng nói chung là cũng khá là buồn á mọi người, cứ gặp bệnh nhân mới. À, với lại là chia sẻ với mọi người á, là nhà lưu trú vợ chồng chị Bình á, chỉ nhận là những cháu thiếu nhi với lại là phụ nữ thôi, còn đối với trường hợp của chú Tiên là trường hợp đặc biệt là tại vì có vợ chăm sóc nên là ở trên đây ngồi xuống. Mà chú Tiên thì cũng ở riêng chứ không có ở chung với lại mấy cô mấy chị trên đây. Nhờ cô chú đi vệ sinh tí. Dạ. Ủa, ông chú ông đi vệ sinh rồi thấy không nổi luôn, đi đau. Cái lần trước là con gặp là đã thấy là chú ông đau rồi, thấy là ông mệt mỏi rồi. Bị đại tràng đúng không con? Rồi bị di căn qua gan qua phổi. Di căn gan qua phổi nó bị xì mũ luôn mọi người, xì mũ ra ngoài luôn á, ra ngoài ruột luôn, ra ngoài lỗ rốn. Cô với chú lên trên đây là bao lâu rồi? Tận hôm dịch tới nay, vừa dịch xong là lên đây. Nay tính cũng gần gặp năm rồi. Dạ. Yeah. Con gặp chú cũng lâu chứ? Hơn 6 tháng rồi. Hôm Tết rồi đâu có dám về, ở lại luôn, đâu có dám về nhà đâu. Về nhà sợ dịch đó. Ủa vậy từ đợt đó tới giờ là không về luôn? Không về luôn. Nếu mà cái bữa mà cô về đem theo đồ đạc cũng hơi khá nhiều ha. Phải nhờ người chuyển đi. À, gặp chú kỳ đó rồi gặp mấy lần ở dưới lầu á. Có cho được người ta gửi tiền hay gì đó ha, có gửi cho chú thêm được mấy lần người 500 triệu 1 triệu với mọi người lâu lắm rồi. Chú đi vệ sinh vậy suốt đó hả chú Tiên? Không. Đi tiểu miết. Đi tiểu hả? Có bị tiêu chảy không? Không, bị bốn. Có bốn nha các chị, bệnh nó bốn. Bị bón hả? Bị 2 năm bị đại tràng ha. Bữa nay nó còn chảy mũ ở rốn chú không? Hết rồi, khô rồi. Khô rồi hả? Nhưng mà bụng trương quá ha, không biết có ảnh hưởng cái gan hay thận gì không? Gan hay phổi. Ừ. Nó bụng của chú trương như bị sơ gan vậy đó. Cứ đi vệ sinh không được 4 năm vậy. Ừ. Nghe. Kỳ trước á là chảy mũ ở cái vùng này mà đợt trước hình như là bụng to hơn đợt này á. To hơn. Đợt này là đỡ á, nhưng mà đợt trước thì nó không có không có gân, sao cái này mà nó xẹp mà nó lại gân, nó lại nổi gân nhiều. Không phải xẹp mà tại mọi người biết không, đợt trước á cái bụng to lý do là nó bị nước nó ứ nước hay gì đó, nó to theo cái kiểu mà bụng, còn bây giờ nó gom lại, nó đặt cứng lại nó săn lại nên là mình thấy gân với lại thấy cái kiểu mà nó bị săn luôn. Đều ở cái vùng đây. Đúng rồi. Nó qua cục bên đây này. Dẫn tới cái việc là bị táo bón hả? Ủa cái cục này cục gì đấy? Nó qua cái này. Qua cái gì càng qua gan qua phổi á. Cái này là xương hả? Xương. À xương. Đây này đúng rồi, là di căn cái nó. Chú ngồi xuống cho nó khỏe.
Chú nói chuyện ít được ha. Lấy ghế về. Cho con mượn ghế cho cô nè. Ghế nè. Đây đây có ghế nè. Đây con ngồi ghế đó đi. Con ngồi giỏng cũng được. Ở đây gần một năm mấy rồi. Ở bệnh viện đây là một năm mấy rồi. Con hỏi chú chút xíu. Con có nghe cô Lan nói là bây giờ không có theo điều trị ở bệnh viện nữa, mà tính về, với lại thêm nữa là chuyển qua thuốc nam. Tại vì Long á mọi người, Long thì ngày hôm qua đi đi lên trên Bình Dương để mà lấy thuốc tiếp á, về cái bệnh ung thư máu. Rồi sẵn tiện thì nghe nói là chú Tiên chú đi theo để ông thầy đó ông bắt mạch hay là ông xem bệnh tình rồi như thế nào. Tại vì giờ chú chuyển qua thuốc nam xem có hiệu quả hay không. Thì hôm qua nó lên trên chỗ ông thầy của thằng Long thì như thế nào chú? Bây giờ lên trên ông nói vậy, ông nói bây giờ cái bệnh ông nó phá hết rồi. Cho nên bây giờ là nó gan thận rồi nó bị hết rồi. Ông nói hút thuốc nhiều ông dám à. Hút 10 thang chứ còn hút nhiều ông dám. Ông nói hút về rồi là ông đứt đóng giữa chừng rồi ai uống. Nói vậy hả? Ông nói à. 10 thang đó là uống được bao nhiêu lâu? 10 ngày. 10 ngày. 10 ngày cũng được đi. Ông nói uống thử 10 thang, uống 10 thang đấy. Rồi lần ông khám lại nếu mà có kết quả thì ông cho bốc thêm. Có nghĩa là ông thầy đó ông cũng không có nói trước được điều gì hết. Ông chỉ bắt mạch xong rồi ông đưa thuốc cho mình thôi. Thuốc cho mình thôi. Ông nói là 10 ngày sau thì như thế nào thì báo lại ông. 10 ngày sau lên khám. Lên khám lại. Lên khám lại. Nên là tạm quản cái việc gì quê lại. Tạm quản lại. Bây giờ là bệnh viện là nó nói thôi bây giờ bó tay rồi. Bệnh viện là nó làm sao không biết mà coi như là bắt đầu vô 4 tòa. Vậy cái nó cho tổng quát lại. Nó bây giờ thuốc đó không yêu cầu, không đáp ứng. Vậy cái cho xem thuốc khác. Vậy cái gì rồi nó đáp ứng rồi. Vậy cái cho vô 5 liều bây giờ này tổng quát lại nó nói không đáp ứng. Chú ngồi nghỉ ngơi đi, con sẽ nói chuyện với lại cô Lan về cái vụ mà từ hồi bệnh tới giờ. Trở lại chút xíu lại cho mọi người nắm được thông tin luôn ha. Như thế này, chú Tiên là bị nay là 2 năm, ung thư đại tràng. Vô trong ung bướu này được bao nhiêu lâu rồi cô? Rồi trước kia là ở cơ sở 1 là chú vô chứ điều trị được 8 toa. Tám toa quá trị rồi bắt đầu bác sĩ mới cho nhận thuốc uống là 3 tháng xong mới dịch đi cũng được. Rồi bắt đầu hôm tháng 11 năm 2022 đây là nó tái lại là vô đây là tái khám là tái lại là bị di căn qua gan qua phổi rồi. Lúc mà dịch bệnh ở quê với lại vô được 8 toa thì tình hình sức khỏe của chú Tiên như thế nào? Vừa khỏe không có sao quá đó. Đi đứng được. Vô 60 kg mà vẫn còn 60 kg không ốm nữa. Chú 8 toa không em thua à? Vừa đi và thể dục được bình thường. Bình thường. Nó bình thường vậy đó. Nhưng nó bắt đầu là nó cho uống thuốc. Cho uống thuốc là được 3 toa rồi. Uống thuốc riêng á. Vậy nó cứ hết thuốc là vô nhận. Coi như rốt cuộc bị dịch á. Quản lại coi như nó có 6-7 tháng vậy nó tái lại. Trong suốt khoảng thời gian mà vô trong Sài Gòn, vô trong ung bướu này điều trị đó thì không có kết quả. Không có hồi phục gì hết. Không có hồi phục gì hết. Vô 13 toa. Sao mình không chuyển bệnh viện khác hay là cái hướng điều trị khác? Không biết chỗ nào con. Đâu có chỉ. Bây giờ không biết cái chỗ nào nữa. Ung bướu là phải chỉ vô ung bướu thôi chứ đâu có vô chỗ nào được nữa đâu. Tiền con ở quê Đà Nẵng nó thấy nó ra ba ra đấy mà thấy. Thôi chỗ nào vậy con à? Chứ bây giờ chuyển đi chẳng lại giấy tờ rồi mệt lắm. Trong nội tạng của chú á là bây giờ là bị xương gan bị
có khối u, phổi phổi khối u, thận đều có hết, có hết nói chung là nó ở trong bụng trong đây là nó bị bụng giờ phá rừng luôn hả? Họ có phẫu thuật gì chú ở thời gian trước không? có đây mổ đây Mẫu cái đó là tác dụng gì? cái mổ đại tràng này đại tràng mổ đại tràng. Mổ đó là mổ năm 2000 nó có cái con u, nó không có u trong đường ruột, u trong đó rồi cái cắt bỏ. cắt bỏ đầu là di căn. Vâng, thời hôm nay biết đi sớm mà không có di căn ngày rồi cắt bỏ cho có u bác á. Ông nói vậy đó hả? Ông nói giờ có u ác á, bây giờ là nó di căn rồi nó phá hết. Rồi qua nay có uống thuốc chưa? Hôm qua nó nay uống uống hồi sáng. Mới uống hồi sáng. Mới uống cử buổi sáng này thôi, uống hồi sáng. một chén đầu tiên thôi. Một chén đầu tiên. Uống vô chắc là chưa thấy biểu hiện gì đâu ha. Chưa thấy đâu. Ít nhất khoảng 3 ngày. Cũng phải 2-3 ngày. Hết cứ chờ hết 10 ngày đây. Nhưng mà ở cái phần bụng của chú là nhìn qua mắt thường thì thấy đó, nhưng mà là biết là bụng có vấn đề rất là nhiều. Nhưng mà về cái sắc mặt của chú Tiên, sắc mặt còn tốt, không báo sắc vô mặt còn tốt nha. bệnh viện mới giao vô được tống cảnh là bị bịt máu đó. Thấy sắc mặt Mà sao về lại bên bác sĩ ở đây là bây giờ không thuốc này không thuốc chịu không được thuốc là nó vô khối u mấy cái u mà bây giờ nhỏ nó biểu chú là đi bên sinh học sinh học mà sinh sinh học là sinh học là nó nói còn ba to nó không biết được hay không sinh học là sao, là ở không đâu, phải là như thế, cái thuốc sinh học thuốc phải sinh ba học hả? phải ba to nó hỏi còn ở sinh học là Nó nói còn là bây giờ không biết là vô thuốc đấy nó có được hay không mà thuốc đấy nó nặng tiền không 40 triệu to ba 40 bốn triệu triệu to rồi chơi chú tiền đâu dữ vậy không biết là bớt hay không cái đó là bác sĩ không biết được nói vậy nó nói vậy sao với bó tiền thằng nó nói một to hai to vậy ba to vậy mình theo được nha nói bây giờ không biết là gì vô nó có đáp ứng được hay không Chú ăn uống được không? ăn được chén con Ăn vẫn ăn cơm hả? cơm rồi được Sao không ăn cháo nữa cho nó mau tiêu ăn hóa? cháo ngán rồi Ngán hả? Giờ bị bón. cứ ăn miếng cơm vậy chai chút canh nè giờ bị bố thời hôm qua nói bây giờ cái những cái khối u nó chọn nó đấy đúng nè cho nên bây giờ anh đi tới cầu cũng được Đúng rồi, nó cứ đi chặn đầu này chặn đầu kia chọn rồi nó đi cầu lối cái này lên chó kia xuống. Chú năm nay nhiêu tuổi? tính là tuổi thật là 62 rồi Sao này? mà trong giấy sao còn 62 Quê mình là ở trong giấy đâu? là năm năm sinh 62 Chú là người Quảng hả? không có Gia Lai, người Gia Tây Lai Nguyên ở Bình Định Bình Định hả? chú lên Gia Gốc Lai gốc Bình Định, vô trong Gia Lai lập nghiệp. nghiệp B2 Còn gốc gác ở ngoài Bình Định chứ còn còn ông bà ngoài đó ha, còn mồ bà mả đâu anh này. em bà con đó Nhưng còn mùa mã ông bà đó mấy năm về đầu gia bà con ở làm sao làm chú có bó tay ở đâu làm gì được giờ đây thuốc thuốc tây hơn không được giờ mình cứ mình theo thuốc nam như còn nước còn tác cái giờ biết là sao được bây giờ đâu phải đỡ gì cứ ra thuốc giảm đau uống hoài đâu bác sĩ nói thôi ở lại chăm sóc nhẹ cô nói cho chăm sóc nhẹ thì cứ chích thuốc giảm đau đâu có tác dụng gì đâu rồi Vì chăm sóc nhẹ cứ vô để em đi vô nằm suốt bệnh viện nữa. nằm cả tháng nhưng cũng mà chú được về rồi đâu có chỗ ở ngoài đó xa xôi y tế người ta đâu thì có cũng có bệnh viện đâu gần bệnh gần viện bệnh gần viện là người ta chỉ cấp cứu, ví dụ đúng như rồi mình đúng rồi đau, chú đau quá đau vô đau vô chích vô cho mũi thở giảm đau oxy thôi, hoặc là giảm đau thôi chứ chứ còn mình nằm đây nó cũng vậy chứ nó đâu cũng vậy có hả? vô thuốc Cũng mình vậy người bà cô hỏi mày kỹ nó rồi đâu có cho vô thuốc còn nó tưởng đâu là cũng có cách riêng như cô hỏi giờ nằm trong nhẹ có cái thuốc gì điều trị cái u đấy không là không có bây giờ thí dụ cô ở mà cô mệt thì nó truyền nước vừa truyền nước muối nước biển á rồi nó đau rồi giờ chích thuốc giảm đau thôi chứ ngoài ra không có cái thuốc gì nữa chú là đau ở cái vùng nào nhiều nhất ở chú Tiên? đeo dùng loại nhiều nhất Ngay rốn hả? nè chiến của đây Trên gốn chút xíu. này dùng chỗ đây này dùng đúng này
nó cứng mà kiểu mà cứng cứng đông đặc lại luôn Đây cứ đông đẹp luôn á, nằm gần khối u luôn á. á. Đợt trước thì nó bị phù nước bộ ấy, còn giờ nó cứng Thì luôn. ông tôi làm qua ông bắt mạch, ông nói cũng đúng, ông nói đây ứ nước nhưng mà nước đặc chứ không phải là nước nước lỏng. Thí dụ nước lỏng là người ta hút dịch được, ông nói ứ nước đặc không hút được. Cái này thử uống thử cái cho nó xả ăn cái cho nó nhẹ Bây người. giờ uống nó xả cho nó nhẹ ra là một là phân nó đen, hai là phân nó nhức nhức không vậy à? Nhưng mà phần xử lý khối u thì sao? Thì chắc Nó không thì hơn. nhưng mà ông thầy ông không nói gì đúng không? Ông nói vậy, ông nói bây giờ cứ uống 10 thôi là thang đấy. Ông Họ chỉ cũng không nói bây giờ chắc vô thuốc mà cứ nó giữ khối u đó nó không phát triển là được chứ đâu đâu có bớt đâu. ở trong bệnh viện có trường hợp nào giống chú không? Có đại tràng thì nhiều, tất nhiên Đây có là nhiều, nhiều lắm nhưng mà nhưng bây giờ mà kiểu mà cứng như chú là không có. chú cũng ít thôi. Đó mình vô thuốc mình đi về ở đâu đó, làm việc đâu người này hỏi người kia. Cứ vô Mà thuốc chú vậy rồi thấy sức về. khỏe những người vô đấy thì thấy nhiều người là nó đỡ cho không kể như chú rồi. Cái hơi thở của chú như thế nào? Thì nó không bình thường. Bình thường Mình hả? nói nó hơi gục Hụt hơi. gục. Hơi thở thì bình thường không có thiếu hơi, Nó thì cũng thiếu hơi ít thôi thôi. nếu mình nói nó hơi Chú cảm gục nhận cái bao tử chú như thế nào? thì mình đâu hết đây giờ không cảm nhận gì cả, Đau gì đó hả? mình đâu hết đây Nhiều khi nói chuyện với con nó mất tập trung nó còn đỡ đau ấy, chứ mà chứ đó. nằm một mình nó còn đau dữ, có Ví người nói dụ chuyện. là có người nói chuyện cho vậy thì Đúng nó rồi, đỡ, đỡ. nó quên đi. Quên đi, đúng rồi. Ở trên này cũng mình cứ la đau miết mà ngày hôm qua đi đi hút thuốc rồi ngầu cũng phải 5 6 tiếng là đâu có nói đâu. Trời, hôm qua đi dắt đi xe chạy cà tưng đau thấy bà luôn. Ồ, giờ được chụp công Ngồi chờ lâu nữa. ngồi chờ bắt đầu 5 giờ sáng mà tới coi như 1 2 giờ trưa Trời, sao không nói họ mình chờ kia? đèn Long trường hả? Long á, nó lấy xuống nè mà rốt cuộc nó cái toa để nộp trước mà rốt cuộc là không có thuốc. Món mình cũng kiểu mình nói họ hoàn mình cảnh của là mình với là mình ưu đau tiên là đau. vô khám đầu tiên á mà chờ thuốc hàng Chú năm là ưu tiên, chúng ta sẽ lên vô ưu tiên là à. kéo lại Nếu mà khám sắp gì xếp mà được thì có gì móc đi riêng cũng được, chứ đợi đợi hai ông cháu không đợi cứ cứ hết 10 tháng ra là chú đi thằng Long vậy chắc mốt là nó riêng chú rồi. Thằng Long chắc nó cả tháng à. hôm năm cũng 1 tháng 10 tháng à. 10 tháng. Nó chưa hút cả tháng, nó mới hút 10 tháng Long bữa nay thì nó khỏe. thì nó uống thuốc đây thấy Lên nó, thấy nó khỏe. uống thuốc đây thì thấy nó ăn được á. Ôi con xin phép như thế này hả chú? Con có nghe chị Bình nói là cô chú về quê thì con nói là thôi để cô chú nhín lại thời gian để con chạy xuống đây, con thay mặt mình thường quân tặng cho cô chú ít tiền coi như trả tiền vé xe đó. Nhưng mà hôm nay thì nghe chú Tiên nói là thôi để mà thử cái thuốc thuốc của bên Long á như thế nào, ông thầy đó như thế nào, khoảng 10 ngày ha. Thì trong 10 ngày này thì con cũng mong là chú uống thuốc thì ví dụ nó cũng đỡ phần nào hay là như thế nào đó, nó sẽ có cái sự thay đổi nha chú. Đó, thì có gì thì con sẽ liên hệ với lại chị Bình, con hỏi thêm về sức khỏe của chú. Chứ giờ trong bệnh viện thì họ tư vấn như vậy rồi Bệnh nha. viện thôi xem. Dạ. Rồi con xin phép là con đọc tên một cái khoản tiền Mạnh Thường Quân tặng cho cô chú nha. Ví Cảm dụ ơn. như cái tiền này cô chú chưa về quê thì lấy cái tiền này, ví dụ như mai mốt đi lấy thuốc trả tiền xe rồi cũng được. Đó, ha. Rồi Dạ. cảm ơn ông. Rồi trong 10 ngày nay thì con sẽ, nếu mà Mạnh Thường Quân có hỗ trợ cho cô chú thì con sẽ nhận cho chú trong 10 ngày sắp tới. Thì để mà ví dụ như nếu mà trường hợp cô chú có thay đổi hay là như thế nào á, cũng có những cái khoản tiền. Nhưng mà con mong sao là chú sẽ hồi phục giống như như cháu Long ha. Chụp chụp chạy thật đều quá. Long bữa nay nó nhảy tung tăng hả? Bây giờ thì do ông là bữa đầu tiên giờ ông ăn uống hết mà nghe làm nó nói nhỏ nó nói cũng cũng nghe mình nói cũng 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 tạo nghiệp, nó mới nói là chú lớn rồi giờ chú đừng có suy nghĩ gì hết cứ ăn uống rồi đi, chứ con nhỏ đây mà con cũng lần này là lần thứ 2 rồi, con cũng xém chết lần thứ 2 rồi
cứ đừng có người suy nghĩ, cứ anh uống được là cứ anh uống, không có suy nghĩ. Ủa mà Long là cô chú đề nghị đi theo Long hay Long nó kêu cô chú đi theo nó? Cô chú đề nghị Nghe đi, à, đi lại nha. thấy nó gì nó anh uống được thì mà bây giờ mình cái u mình nó cứ nằm đó là cỡ, cứ mong cho anh uống được thì được, là nó có cái sức nó lướt qua, chứ còn mình nằm mà mình suy nghĩ mình ăn nữa là nó nhanh lắm, Đúng rồi. nó nhanh lắm. Với lại là mình chỉ là tốn cái tiền mà trả tiền xe thôi, còn lên trên đó thì bốc thuốc miễn phí mà phải không? Cũng có tiền nhưng mà thang có 10 Tiền ngàn à. à, thang 10.000 hả? Tăng 100.000. 10 Trăm. thang 100.000, 10 Đấy. thang 100.000. 10 tháng 100.000 À Ừ. gì quá rẻ rồi, chủ yếu là Thì người tiền ta xe. làm nửa từ thiện rồi, không Để biết người lấy ta cái lấy tiền đó để người trả tiền ta trả công, là người ta trả công cho những trả cái công người, cho đúng những người rồi, làm. nấu nướng uống nước rồi đó, vậy thôi. Hàng tới người ta giàu thuốc à. Đúng rồi, Giàu đông phải lắm. có những cái khoản đó. Ông đang buổi sáng ông làm mà 70 80 người á, nhưng người ta không hút cũng đông. Bây giờ mình cứ tin trời tin đất tin Phật phù hộ với mình thôi. Đúng rồi, chú thấy như trường hợp của Long thì mình tin tưởng như vậy đi, Đây. trước mắt thấy nói như Cứ mình nói nhỏ bạn nói vậy thì mình cứ không suy nghĩ gì hết, mình vậy. cứ thả lỏng người đi, mình ăn uống, ăn uống có sức là nó vượt qua hết. Đúng rồi, với tinh thần nữa. Ừ. Nói suy nghĩ gì nó nhỏ mà nó biết nói vậy. Con xin phép được đọc tên và cái khoản tiền Mạnh Thường Quân tặng cho cô chú ha. Dạ. Nãy con cũng nói là trong vòng khoảng 10 ngày đi ha, nhưng mà chắc không tới 10 ngày để mà con hỏi thăm chú đâu, chắc khoảng 2-3 ngày nữa con sẽ hỏi chị Bình ha, để xem người chú uống khoảng 2-3 ngày xem như thế nào. Thứ nhất là chị gái ở Washington, Mỹ tặng cho chú Tiên là 1 triệu. Thứ hai là anh Lâm Hùng ở Mỹ là 1 triệu. Cuối cùng là chị Thu Nga Nguyễn ở Bỉ là 1 triệu, thì tổng cộng là 3 triệu đồng. Đây là những cái khoản tiền mà những anh chị ở trong và ngoài nước gửi cho tụi con trước, và dặn là gặp những cái trường hợp khó khăn rồi đó chú. Đó, thì trích ra để mà gửi đến. Thì con xin phép là con gửi cho chú 3 triệu đồng nha. Để có cái tiền cần mua cái gì mua. Chú có mặc tã không? Không. Không có mặc tã hả? Từ chú không thể nào kênh. Dạ. Chú thế này gia đình nữa. Cảm ơn. Sao chú xúc động? Này con cầm cho chú đi. Chú giờ không biết nói sao con. Thì nãy là cô Lan cũng cũng nói á, rồi Long á, Long nó nhỏ nhưng mà nó cũng góp ý chú. Xin lỗi, không phải là góp ý mà là động viên cho chú ha, chú ý là cái tinh thần rồi lạc quan rồi lên mới vượt qua khó khăn. Chứ mà bây giờ nhiều khi thuốc mà nó mắc cỡ nào hay là thuốc mà nó tốt cỡ nào, nhưng mà mình không có ăn uống, mình không có lạc quan thì thuốc nó cũng không có hiệu quả đâu nha. Thuốc giờ chỉ mà một phần thôi. Cháu chung cảm ơn các nhà tài trợ. Ồ, cháu tận tình đó với chú, giúp đỡ cho chú. Con cũng nói chung là con cũng hay qua bên đây, nhưng mà con cứ quên quên hoài, con cũng không biết là sức khỏe làm sao sao, con cũng không có hỏi cô Lan cũng không có nói. Chị Bình chỉ nói là có hỗ trợ cho chú tiền vé xe vậy không, thấy mà chú về quê. Thôi có gì 2-3 hôm nữa thì xem như thế nào hay chú. Cảm ơn con. Dạ, nhưng mà nhiều khi con nghĩ thuốc nam trong vòng khoảng chừng 24 48 tiếng là nó có kết quả liền à. Và như vậy ha cô Lan, có gì thì con gặp cô chú sau. Hồi nãy thì cô Phút thì cũng có nói là trong vòng 10 ngày tới mình sẽ nhận những cái khoản tiền cho chú. Ví dụ như 10 ngày nữa chú có về đó thì mình sẽ không có nhận. Còn nếu mà chú ẩn ở lại thì sẽ tiếp tục nhận tiền cho chú Tiên. Đó, để chú đỡ phần nào về cái vấn đề tiền nong. Đó, sẵn tiện thì cũng chia sẻ cho mọi người trong cái phòng đây nữa nè. Ít hôm trước á, là mọi người cũng biết là cháu Phượng bị ung thư xương ở trong cái giường này mà cũng đi về luôn á mọi người. Bác sĩ họ không có điều trị nữa đó. Đó. Thì Phượng với lại là chú Tiên thì
ở chung trên một cái tầng. Giờ đi rồi, từ bữa giờ cũng không có hỏi thăm, mình cũng không có gọi điện cho Đi mẹ vô Phượng coi xem như giờ thế đi nào. vô Thì có những cái thông tin gì đó của cháu Phượng hoặc là chú Tiên thì cô Phú sẽ cập nhật cho cô chú anh chị. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại ở lần sau.